Ở video trước Ngọc đã chia sẻ cho các bạn là bắt đầu Ngọc sẽ mở cái chuyên mục Freelancer để chia sẻ về kỹ năng quản lý tài chính và đầu tư dành riêng cho những người làm công việc tự do chứng là freelancer thì sau cái video trước á, thì Ngọc nhận được khá nhiều cái sự quan tâm do đó tiếp theo ở cái video này Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn một cái kỹ năng một cái phương pháp quản lý tài chính dành riêng cho freelancer và cái phương pháp này Ngọc tạm thời đặt tên và gọi tên nó là phương pháp 4 tài khoản chảy tràn và cái Phương pháp này thì đây chính là cái phương pháp mà Ngọc đã áp dụng từ cái thời điểm mà Ngọc bắt đầu làm freelancer, làm blogger, làm YouTuber, trong vòng 7 năm qua Ngọc vẫn áp dụng cái phương pháp bốn tài khoản chảy tràn này và cho tới ngày hôm nay thì bốn tài khoản đấy nó vẫn đang hạt hoạt động và ngày nó càng hoạt động tốt hơn vậy thì cái phương pháp quản lý tài chính cá nhân theo phương pháp bốn tài khoản chảy tràn này là gì thì ở trong video ngày hôm nay ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn rất rất chi tiết để các bạn thấy được cái mô hình bốn tài khoản chảy tràn và cái cách mà để bạn gia tăng để nhanh chóng lấp đầy bốn cái tài khoản này nó như thế nào À, thì chúng ta cùng theo dõi ở trong cái video này nhé và cũng lưu ý rằng á, đây là một cái phương pháp mà Ngọc sẽ lấy một cái ví dụ là cái mức thu nhập của những freelancer bắt đầu từ 1.000 đô một tháng và cái lý do tại sao mà Ngọc lấy cái mức 1.000 đô một tháng dành cho các cái freelancer thì ở trong video này Ngọc cũng chia sẻ luôn kèm theo ở cuối video Ngọc cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái kỹ năng một số cái điểm mà làm sao để cho khiến cho freelancer những người làm việc tự do có thể gia tăng cái thu nhập lên trên mức 1.000 đô một tháng và làm sao để các bạn có thể tiết giảm cả cái cách chi tiêu của các bạn trong khi các bạn làm freelancer để cái mô hình bốn tài khoản chảy tràn này nó sẽ ngày càng hiệu quả hơn nó càng phát huy tác dụng hơn và mục đích cuối cùng đó là để giúp cho bạn có một cái nền tảng tài chính cá nhân thật là vững chắc ok bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết xem cái phương pháp bốn tài khoản chảy tràn này nó hoạt động như thế nào nhé tuy nhiên cũng đừng quên nếu như bạn đang ở trên kênh youtube của ngọc thì hãy nhấn vào cái nút đăng ký ở bên dưới sau đó nhấn vào quả chuông ở bên cạnh để đảm bảo mỗi lần mà ngọc xuất bản những video như thế này thì bạn là người đầu tiên nhận được thông báo và cũng đừng quên hãy dành cho Ngọc một giây thôi, nhấn một cái nút like ở bên dưới để cái video này có thể lan tỏa hơn đến với nhiều người bạn nhé. OK, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem thực sự bản chất của cái mô hình quản lý tài chính cá nhân theo phương pháp bốn tài khoản chảy tràn là gì. Thì như Ngọc đã nói ở đầu video đó các bạn thấy là ở đây Ngọc sẽ lấy một cái ví dụ á cho một freelancer có mức thu nhập 1.000 đô một tháng thì các bạn thấy đó cái mức nghịt 1.000 đô một tháng tương đương với tiền Việt Nam hiện nay là khoảng 23 triệu 500.000 đồng thì với cái số tiền này Ngọc uh, lý do tại sao Ngọc chọn một mức 1.000 đô bởi vì à, uh, có ba cái lý do như sau thứ nhất đấy cái số tiền 1.000 đô một tháng đối với một freelancer à, làm việc tự do thì Ngọc nghĩ đây là một cái mức mà hoàn toàn có thể đạt được à, nằm ngoài, nằm trong cái khả năng của những người làm freelancer hiện tại bởi vì à, việc mà bây giờ làm freelancer và kiếm 1.000 đô một tháng là chuyện rất rất bình thường đây là lý do thứ nhất lý do thứ hai ấy, là 1.000 đô tức là tương đương với 23 triệu 500 000 đồng thì đây là một cái con số đây là một cái số tiền mà nếu như bạn biết cách quản lý chi tiêu khéo léo trong việc chi tiêu á, thì bạn sẽ thấy là đây là một cái mức mà có thể đủ để bạn có thể chi tiêu cho một à, một gia đình nhỏ một gia đình nhỏ với hai vợ chồng một đứa con và ở thành phố các bạn hoàn toàn có thể sống với cái mức chi tiêu với cái số tiền như thế này hàng tháng cái lý do thứ ba đó đó là mức 1.000 đô Đối với một freelancer đây là một cái mục tiêu mà hầu hết tất cả những freelancer khi mới bắt đầu làm công việc tự do đều đặt ra cho mình cái mục tiêu là có thu nhập được 1.000 đô một tháng thì đây là một cái đây là ba cái lý do mà Ngọc chọn cái mức thu nhập 1.000 đô và có một cái câu hỏi nữa trước khi Ngọc trình bày cái phương pháp bốn tài khoản chảy tràn này á thì uh, có một, có một số bạn chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi đó là à, vậy thì cái mô hình bốn tài khoản chảy tràn này có thể áp dụng cho những người khác tức là những người không phải là freelancer hay không thì ngọc tin rằng cái phương pháp bốn tài khoản chảy tràn này hoàn toàn có thể áp dụng cho hầu hết tất cả mọi người à, Dù bạn làm công việc gì thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái mô hình này được Chứ không chỉ riêng freelancer mà thôi Tuy nhiên ở trong cái uh, video chia sẻ này thì Ngọc muốn chia sẻ thêm Ở phần cuối video một số cái phương pháp nó dành riêng cho freelancer Để tăng thu nhập uh, nhằm cho cái mô hình này nó đẩy nhanh cái tốc độ chảy tràn tốt hơn Phát huy cái hiệu quả tốt hơn Thì... Uh, Ngọc sẽ chia sẻ ở cuối video. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem cái cách hoạt động của bốn tài khoản chảy tràn này thực sự nó là gì nhé. Thì ở đây đây là cái phương pháp mà Ngọc đã áp dụng trong vòng 7 năm qua và áp dụng ngay từ cái thời điểm mà Ngọc bắt đầu trở thành blogger à, cách đây 7 năm. À, bản chất của cái phương pháp này đơn giản là bạn đến bốn cái ngân hàng và bạn mở bốn cái tài khoản ở bốn ngân hàng khác nhau nha lý do tại sao các bạn nên chọn bốn ngân hàng khác nhau bởi vì là khi mà bạn mở bốn tài khoản ở bốn ngân hàng khác nhau đó thì hàng tháng bạn sẽ có cái thói quen là bạn thực hiện những cái thao tác chuyển tiền vào trong bốn cái tài khoản này dần dần nó thành một cái thao tác thói quen quản lý tài chính rất rất là tốt và khi mà bốn cái tài khoản này với bốn mục đích khác nhau ở bốn tài khoản ở bốn ngân hàng khác nhau thì khi các bạn sử dụng nó các bạn sẽ thường dùng đúng cái mục đích các bạn sẽ không bị chi tiêu uh, giữa cái tài khoản này lộn xộn sang cái tài khoản khác được chưa thì ok ở đây ngọc lấy ví dụ là bốn cái tài khoản mà thực ra bốn tài khoản này ngọc cũng đang dùng thứ nhất là ở vietcombank thứ hai là ở acb thứ ba là ở tb Banh, và thứ tư ở techcombank và như ở trên màn hình các bạn có thấy đó thì khi mà chúng ta có mức thu nhập là 23 triệu 500 nghìn đồng thì cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ di chuyển tất cả số tiền này chảy tràn đều trên bốn tài khoản này hàng tháng. Thì cái tài khoản đầu tiên á ở tài khoản Vietcombank Ngọc lấy ví dụ, đây cái tài khoản này Ngọc sẽ gọi tên nó là tài khoản sống còn tài khoản sống còn này là tài khoản dùng để làm gì tài khoản này là cái tài khoản mà hàng tháng sau khi nhận được cái thu nhập của bạn thì bạn sẽ chuyển một số tiền vào đây để dùng cho cái mục đích là chi tiêu cho những cái hoạt động hàng tháng của bạn và gia đình bạn mà những cái hoạt động này không chi không được ngọc lấy ví dụ tiền đổ xăng tiền đi chợ Tiền điện, tiền nước hoặc là tiền thuê nhà. Đây là những cái tiền mà bắt buộc một gia đình hoặc là bất cứ một cá nhân nào đều phải chi hàng tháng. Thì tức là cái số tiền gọi là tiền sống còn tức là không có nó thì không thể sống được. Thì ở đây Ngọc lấy ví dụ là chúng ta sau khi nhận được cái mức 23 triệu 500 nghìn đồng thì Ngọc sẽ chuyển vào đây là 15 triệu đồng. Đây là một cái mức mà một gia đình cần có để có thể sống được. Còn nếu như bạn là cá nhân và bạn đang ở chung với lại bố mẹ chẳng hạn và bạn là freelancer thì có thể cái mức này nó sẽ giảm đi. Thì tùy mỗi người, mỗi một gia đình khác nhau, tùy cái mức chi tiêu, tùy cái nơi bạn sống, tùy cái nhu cầu sống và cái chuẩn mực sống của gia đình bạn thì bạn sẽ lựa chọn một cái số tiền. Còn đối với Như Ngọc thì Ngọc thấy là ở thành phố uh, những cái thành phố thì Ngọc thấy là uh, mức 15 triệu là cái mức mà có thể nó không phải là dư giả nhiều nhưng nó tạm thời là một cái mức mà một gia đình có thể chi tiêu những cái khoản là cố định hàng tháng được thì sau khi chúng ta chuyển 15 triệu vào đây thì chúng ta sẽ chuyển tiếp cái số tiền vào cái tài khoản thứ hai và cái tài khoản thứ hai này Ngọc sẽ gọi là tài khoản quỹ khẩn cấp và cái quỹ khẩn cấp này là cái quỹ gì? Cái quỹ khẩn cấp này là cái quỹ mà khi các bạn chuyển vào rồi thì các bạn không được lấy ra, trừ trường hợp các bạn gặp những cái tình huống mà nó xảy ra bất đắc dĩ cọc lấy ví dụ như là thất nghiệp hoặc là ví dụ như dịch bệnh covid của năm trước chẳng hạn hoặc là gia bình đình bạn gặp một cái biến cố gì đó cần phải dùng cái số tiền này khẩn cấp đó, thì đây gọi là cái quỹ khẩn cấp và ở trong ví dụ này thì Ngọc sẽ chuyển vào đây là 5 triệu và cái mục tiêu của cái tài khoản này là cái số tiền nó cần chảy tràn vào đây đầy là bao nhiêu thì Ngọc mở ngoặc ở dưới các bạn thấy có hai con số là 90 triệu và 180 triệu thì ý nghĩa của nó là gì tức là cái tài khoản này á, là cái quỹ khẩn cấp thì thường cái quỹ khẩn cấp hay còn gọi là cái emergency fund á, là cái quỹ mà chúng ta phải dự phòng tối thiểu 6 tháng cái khoản chi tiêu cần có của chúng ta. Ngọc lấy ví dụ nếu như một tháng gia đình bạn cần phải có 15 triệu để có thể uh, chi tiêu trong gia đình tức là cái quỹ sống còn á, thì cái quỹ khẩn cấp này nếu mà nó đạt được cái mức chảy tràn đầy rồi á thì tối thiểu là phải lấy 15 triệu nhân với 6 tháng thì bằng 90 triệu. Đấy là cái mức dự phòng trong 6 tháng. Còn nếu như ở trường còn đối với trường hợp của Ngọc á thì Ngọc hiện nay Ngọc dự phòng cái quỹ này nó lên là một năm tức là 12 tháng thì nếu như 15 triệu mà nhân với 12 tháng thì nó là 180 triệu thì tùy các bạn, các bạn có thể dự phòng 6 tháng hoặc là cái mục tiêu của bạn có thể là nếu mà muốn an toàn hơn, yên tâm hơn thì các bạn có thể uh, mục tiêu là một năm, được chưa? Thì cái quỹ này uh, chúng ta phải hàng tháng chúng ta phải cho tiền vào đây để làm sao khi mà đạt được đến cái mức độ 6 tháng hoặc 1 năm thì chúng ta sẽ dừng lại nó đầy được chưa? Và trong trường hợp nếu như trong trường hợp các bạn cần phải sử dụng khẩn cấp ở trong 2 tháng hoặc là một tháng, ví dụ trong trường hợp thất nghiệp 3 tháng đi thì bạn sẽ dùng 3 tháng thì ngay sau đó khi mà có việc trở lại, có thu nhập trở lại thì bạn lại phải tiếp tục đổ đầy vào đây cho nó đầy được 6 tháng hoặc là đầy 12 tháng, được chưa? Cái quỹ này là cái quỹ ưu tiên mà lúc nào cũng phải tràn đầy và nằm in ở trong cái quỹ này có một cái mẹo ở trong cái quỹ này để nó nó có thể gia tăng lên thời theo thời gian một cách thụ động đó. Đó là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái hình thức là lãi suất kép. Tức là gì? Tức là các bạn hàng tháng các bạn gửi vào đây 5 triệu thì các bạn nói với ngân hàng á là hãy dùng cho tôi cái phương pháp mà tiết kiệm và tái tục liên tục á thì các bạn sẽ tiếp tục lấy cái lãi của tháng sau các bạn dồn vào gốc và tính lãi của cái tháng tiếp theo và cứ như vậy theo thời gian đó, thì cái tài khoản của bạn cái quỹ khẩn cấp này nó sẽ có thêm những cái lợi nhuận từ cái lãi suất kép từ ngân hàng thì đây là một cái mẹo để làm gia tăng nhanh cái tài khoản uh, quỹ khẩn cấp của các bạn theo cái hình thức là tăng theo cái lãi suất uh, một cách thụ động và theo hình thức lãi suất kép của ngân hàng được chưa tiếp theo ở cái tài khoản thứ ba đó thì ngọc tạm thời đặt tên cho nó là tài khoản quỹ ăn chơi thì cái từ quỹ ăn chơi Ngọc để trong cái dấu nháy nháy, tức là gì cái tài khoản này đó là cái tài khoản mà chúng ta sẽ bỏ vào đây một số tiền để chúng ta chi tiêu cho những cái việc, Ngọc lấy ví dụ là các bạn cần mua một vài cuốn sách, cần mua một vài khóa học để nâng cao cái kỹ năng uh, các bạn làm freelancer mà các bạn cần phải học thêm, hoặc thậm chí là đôi khi các bạn đi sinh nhật, đi đám cưới tất cả những cái tiệc của bạn bè chẳng hạn, thì cái những cái số tiền đấy các bạn phải lấy ở trong cái quỹ ăn chơi à, hoặc là trong trường hợp mà các bạn làm việc các bạn cần nâng cấp cái máy tính của mình chẳng hạn thì cái số tiền đấy nó sẽ được lấy ở trong cái quỹ ăn chơi này ok thì ở với cái ví dụ này ngọc sẽ để vào đây là một triệu rưỡi vậy thì chúng ta đã dùng à, gần hết cái số thu nhập của chúng ta và cuối cùng thì chúng ta còn lại 2 triệu thì chúng ta sẽ để vào cái quỹ đầu tư cái tài khoản quỹ đầu tư này thì hàng tháng chúng ta đều để vào đây 2 triệu và trong cái tài khoản quỹ đầu tư này nó mục đích là, nó là gì cái tài khoản quỹ đầu tư này chính là cái nơi mà bạn giúp cho tiền nó sinh ra tiền tức là các bạn có thể đầu tư vào những cái tài sản hoặc là mua những cái sản phẩm tài chính hoặc lấy ví dụ là cổ phiếu này chứng chỉ quỹ này hoặc thậm chí nếu các bạn có thể mua tiền điện tử này, mua Bitcoin này, mua ETH này, hoặc là thậm chí nếu mà sau một thời gian là các bạn hoạt động, sau một thời gian các bạn áp dụng cái phương pháp này thì cái số tiền lợi nhuận từ cái khoản đầu tư này hoặc là cái khoản đầu tư nó càng ngày nó càng tăng lên thì các bạn có thể mua nhà đất và cho thuê chẳng hạn thì đây là một cái cái tài khoản mà nó sẽ giúp cho bạn tiền để ra tiền và uh, gia tăng cái nền tảng tài chính của bạn chính là cái tài khoản quỹ đầu tư thì như vậy các bạn thấy là với cái mức thu nhập 1.000 đô một tháng và các bạn phân bổ đều đặn như thế này hàng tháng vào trong bốn tài khoản thì các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng là hàng tháng chúng ta sẽ làm gì với cái số tiền ở đây. Và Ngọc lấy một cái ví dụ đến một cái thời điểm nào đó thời điểm nào đó mà cái tài khoản quỹ khẩn cấp của bạn nó đầy rồi thì bắt đầu từ cái tháng đấy các bạn sẽ không cho tiền vào cái tài khoản quỹ khẩn cấp nữa vậy thì các bạn sẽ cho vào đâu và lúc đấy thì các bạn sẽ cho tiền vào cái tài khoản đầu tư tức là cái quỹ khẩn cấp nó đã đầy rồi thì các bạn sẽ mang cái số tiền ở quỹ khẩn cấp vào cho vào tài khoản đầu tư để gia tăng cái các tài sản các cái sản phẩm đầu tư để tiền đẻ ra tiền tốt hơn và cái mục đích lớn nhất của cái mô hình này nếu mà nó hoạt động tốt và làm sao để nó chảy tràn nhanh vào cái mô hình này thì có một cái yếu tố rất quan trọng đó là các bạn phải biết cách là gia tăng thu nhập từ cái công việc freelancer của mình kèm theo đó các bạn phải giảm chi tiêu một cách tối thiểu có một số cái lỗi mà những người thực hiện những cái cái mô hình quản lý tài chính này á, tức là khi mà các bạn đã tràn đổ đầy các cái tài khoản này theo thời gian rồi. Ngọc lấy ví dụ là cái tài khoản quỹ khẩn cấp nó đã đầy rồi thì khi đấy á, các bạn lại mắc vào cái lỗi là các bạn thấy nó đầy rồi cho nên là an tâm rồi cho nên là bắt đầu từ cái tháng đấy, các bạn lại bắt đầu gia tăng cái chi tiêu của mình lên. Do vậy là cái tài khoản sống còn nó lại tăng lên thì đấy là một cái lỗi. Tuy nhiên nếu như các bạn hiểu về tài chính cá nhân và các bạn muốn chuẩn bị cho tương lai thì các bạn tiếp tục phải giảm chi tiêu ở cái tài khoản sống còn xuống và gia tăng thu nhập lên. Thì khi mà các bạn gia tăng được thu nhập lên thì cái tài cái tốc độ chảy của bốn cái tài khoản này nó sẽ tốt hơn, nó sẽ nhanh hơn và mục tiêu cuối cùng là cái tài khoản đầu tư càng ngày nó càng lớn và nó càng gia tăng lên để bạn sở hữu những cái khoản lợi nhuận một cách thụ động chẳng hạn. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái mô hình này. Và có một cái điểm lưu ý mà Ngọc rất rất muốn lưu ý cho các bạn và cũng là một cái lỗi mà các bạn thường hay gặp phải. Tức là các bạn thấy là cái mô hình này thường nó chỉ chảy một chiều mà thôi và các bạn đặc biệt là không làm ngược lại ngọc lấy ví dụ khi mà các bạn có lợi nhuận từ các cái hình thức đầu tư trong cái quỹ đầu tư thì khi mà có lợi nhuận và các bạn Ngọc lấy ví dụ là chốt lời hoặc các bạn có nhận được cái lợi nhuận thì các bạn phải mang cái lợi nhuận đấy quay ngược về để đưa vào cái quỹ khẩn cấp để nhanh chóng lấp đầy cái quỹ khẩn cấp hoặc là cái quỹ ăn chơi của bạn các bạn cũng phải lấp đầy trong cái khoản đấy chứ không bao giờ các bạn phải lấy tức là có nhiều bạn sẽ mắc vào cái lỗi là tham lam á tức là các bạn thấy cái hình thức đầu tư nó tốt quá thì các bạn lại lấy tiền trong cái quỹ khẩn cấp ra hoặc là trong cái quỹ ăn chơi ra các bạn đổ thêm vào cái quỹ đầu tư đấy là một cái sai lầm rất lớn và cái cách đấy thì ngọc khuyên là không bao giờ được thực hiện tức là đã gọi là quỹ khẩn cấp là các bạn phải để cái số tiền đấy không được đụng đến được chưa còn khi mà cái hình thức đầu tư nó được nhận được thì các bạn sẽ đưa nó quay ngược trở lại để nó gia tăng cái quỹ khẩn cấp lên hoặc là nó như một cái khoản tích lũy của mình ấy, thì tức là cái mô hình nó phải chảy ngược lại tức là ở cái tài khoản đầu tư nó sẽ chảy khi có lợi nhuận nó sẽ chảy về quỹ ăn chơi và quỹ khẩn cấp được chưa ok đây là cái cách hoạt động cơ bản của cái mô hình bốn tài khoản chảy tràn vậy thì có một cái câu hỏi là làm sao để gia tăng thu nhập cho những người làm freelancer để cái mô hình quản lý tài chính cá nhân này nó tốt hơn thì Ngọc muốn chia sẻ với các bạn á, gia tăng thu nhập ở cho những người làm freelancer thì phần lớn nó nằm ở cái tư duy của cái người làm freelancer đó. Ở trong một cái video trước đây, Ngọc đã từng chia sẻ với các bạn là thường những người làm freelancer đó là những cái người mà phải đi tìm kiếm những cái công việc những cái dự án. Vậy thì thay vì cái tư duy chúng ta phải đi tìm đi kiếm thì chúng ta hãy làm một cách nào đó để khách hàng để các dự án các cái job cái công việc nó tự tìm đến mình thì bằng cái cách nào đó tức là các bạn phải nâng cao cái kỹ năng của mình, mình phải trở thành cái người giỏi trong cái ngành nghề freelancer đó hoặc là thậm chí các bạn phải tập trung vào xây dựng thương hiệu à, thì tức là công việc job dự án nó sẽ tự tìm đến bạn mà bạn không cần phải đi kiếm nữa và khi mà bạn đã có thương hiệu, có kỹ năng tốt, giỏi ở trong cái ngành nghề đấy thì bạn có quyền định giá cho bản thân mình có quyền tăng giá cho cái dịch vụ bạn cung cấp. Đấy là một cách. Cách thứ hai là bạn nên làm việc dưới hình thức freelancer nhưng dưới góc nhìn của nhà đầu tư cái ý nghĩa của cái câu này là như thế nào thì Ngọc muốn chia sẻ với các bạn. Ví dụ các bạn sở hữu một cái kỹ năng viết lách rất là tốt, biết cách tối ưu content thì thay vì các bạn làm cái chuyện đó cho khách hàng để nhận về 200.000 cho một bài viết thì các bạn cũng cần phải có cái tư duy là các bạn phải thực hiện những cái khoản đầu tư Giống như ví dụ các bạn xây dựng một blog, xây dựng một cái website và các bạn tìm hiểu thêm về tiếp thị liên kết chẳng hạn. Và các bạn dùng cái kỹ năng của mình, cái điểm mạnh của mình tức là biết cách tối ưu content biết cách tạo ra những cái content để bán hàng và các bạn đưa lên trên cái website cái blog của các bạn và các bạn áp dụng tiếp thị liên kết thì thay vì các bạn nhận 200.000 từ cái bài viết mà bán cho khách hàng thì các bạn sẽ tạo ra cái bài viết của bạn, bạn đặt lên cái hệ thống của bạn bạn áp dụng tiếp thị liên kết vào thì cái bài viết đấy nó sẽ có thể giúp cho bạn kiếm được 2 triệu 10 triệu, 20 triệu, thậm chí 50 triệu, 100 triệu là chuyện rất rất bình thường. Thì ý của Ngọc nói ở đây là chúng ta cũng là làm việc tự do, cũng là freelancer nhưng chúng ta chỉ cần thay đổi tư duy một khác, chúng ta nhìn dưới góc độ của người đầu tư một khác một chút thì các bạn sẽ có thể gia tăng cái thu nhập của mình rất là tốt. Thì đây là cái chia sẻ của Ngọc ở trong cái video ngày hôm nay. À, tóm lại thì cái phương pháp quản lý tài chính theo cái uh, kỹ thuật bốn tài khoản chảy tràn này ngọc nghĩ là rất dễ để thực hiện quan trọng là chúng ta phải ý thức được quan trọng chúng ta phải hành động chúng ta sẽ phải set up một cái kế hoạch và lặp đi lặp lại hàng tháng thì chỉ cần sau một thời gian các bạn sẽ thấy là cái nền tảng tài chính của mình nó rất rất là vững chắc thì hy vọng cái video này đã mang lại nhiều cái giá trị cho bạn và không biết bạn nghĩ thế nào về cái phương pháp quản lý tài chính bốn tài khoản chảy tràn này uh, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới uh, Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo.